Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Môi trường xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay có các nội dung chính sau. Trong mục tiêu điểm là phóng sự xi măng Quán Triều quan tâm công tác môi trường. Tiếp đó trong mục chuyển động là những hình ảnh đẹp về hồ Gành Chè, thành phố Sông Công. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng quan tâm trong mục Môi trường quanh ta. Thực hiện mô hình biến bãi rác thành đường hoa, Hội Phụ nữ phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt công trình vườn hoa Tết. Khu vực này vốn là bãi đất trống bỏ hoang rồi trở thành bãi rác tự phát. Sau một thời gian cải tạo đã trở thành vườn hoa với diện tích 3.000 m². Từ chỗ không ai ghé đến, nay trở thành điểm check-in, chụp ảnh của nhiều người dân. Hội Phụ nữ phường đã trồng hơn 3.000 chậu hoa, tạo cảnh quan, làm đẹp đường phố, tặng các đơn vị của phường, đồng thời bán hoa, gây quỹ, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hoạt động nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng bởi vừa gắn với chăm lo Tết, vừa truyền tải thông điệp vì môi trường. Theo dự báo, hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2023 và sẽ còn duy trì đến tháng 4 năm 2024 với xác suất trên 90%. Sau đó, El Nino suy yếu và có khoảng 60% cơ hội chuyển sang pha trung tính trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 2024 và khoảng 50-60% khả năng chuyển tải sang La Nina vào cuối năm 2024. Với diễn biến như vậy thì 2024 được dự báo là năm thiên tai khá khắc nghiệt. Dự báo sau đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tháng 1 2024, không khí lạnh sẽ hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên khả năng xảy ra rét đậm rét hại trong tháng 2 đến tháng 3 2024 ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh vào tháng 2, có thể gây rét đậm rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Hàng ngày, thành phố Huế phát thải ra môi trường khoảng 320-350 tấn rác, trong đó khoảng 10-15% rác thải được tái chế, số còn lại sẽ xử lý theo phương pháp chôn lấp. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2023, lượng rác thải còn lại này được xử lý đốt rác phát điện. Hiện trên toàn bộ các phường xã thuộc thành phố Huế đã được trang bị hàng trăm bộ thùng lưu chứa rác phân loại và phương tiện thu gom rác. Thành phố Huế phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt mục tiêu giảm được 30% rác thải nhựa. Cán bộ chính quyền địa phương có thể triển khai công tác phân loại tại nguồn để thực hiện thành công định hướng Huế trở thành thành phố xanh của Việt Nam. Trong một tháng qua, gần 300 mét bờ biển Bảo Ninh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, đoạn phía sau quảng trường biển đang xảy ra hiện tượng bị nước biển xâm thực. Một khối lượng cát bờ biển đã bị cuốn trôi và nước biển đang ngày càng ăn dần vào bờ, sạt lở, tạo thành những vực sâu 2-4 mét. Hiện tượng xâm thực, sạt lở bất thường này đang khiến người dân hoang mang lo lắng. Hiện ngành chức năng Quảng Bình đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình trạng sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp này. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đơn vị sản xuất công nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều đã và đang có những đóng góp tích cực cho địa phương, đảm bảo đời sống cho người lao động. Năm 2023, với nhiều thử thách đã đi qua, nhưng bằng nỗ lực vượt khó, Xi măng Quán Triều đã duy trì sản xuất ổn định, từng bước vượt qua khó khăn và có được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng dành sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Năm 2023 là năm đầu tiên trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, là một năm rất khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng. Dư thừa nguồn cung lớn và sản lượng tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu vẫn là thực tế hiện hữu của ngành xi măng trong những năm gần đây. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, sản lượng sản xuất trong năm khoảng 90 triệu tấn, giảm gần 5,5% so với 2022. Sản lượng tiêu thụ nội địa khoảng 57 triệu tấn, giảm 10% so với năm 2022. Cung vẫn cao hơn cầu, trong khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm khiến thị trường xi măng càng cạnh tranh quyết liệt hơn trước.
Với cái bối cảnh đó thì với xi măng Quan Triều cũng là một ngành xi măng sản xuất tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, thì ngoài những cái ưu đãi hỗ trợ của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam, của tổng công ty và của những cái chính sách tốt địa phương là tỉnh Thái Nguyên và cũng như huyện Đại Từ ấy, thì trong cái năm 2023 thì mặc dù là không đạt được 100% cái kế hoạch, nhưng mà với cái phương châm là đảm bảo việc làm, giữ vững thị phần, thì kết thúc cuối năm thì cái sản lượng thì là cũng sản lượng là bám sát với kế hoạch, và người lao động thì trong năm là không có việc làm và thu nhập của người lao động vẫn đang được ổn định. Về sản lượng sản xuất trong năm, công ty cổ phần xi măng Quán Triều đạt gần 595.000 tấn clinker, 536.000 tấn xi măng thành phẩm. Sản lượng tiêu thụ gần 690.000 tấn, đạt 90,8% so với kế hoạch. Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều cạnh tranh và thách thức, kết quả trên cũng là sự nỗ lực cao độ của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động trong công ty. Doanh thu đạt trên 618 tỷ đồng, lợi nhuận trên 32,5 tỷ đồng. Qua đó mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho 350 lao động, mức 10,5 triệu đồng một người một tháng, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi phí, cải tiến kỹ thuật và làm tốt công tác thị trường đã giúp đơn vị đứng vững trên thị trường. Bên cạnh đó, công ty cũng dành sự quan tâm đến công tác xử lý chất thải. Công ty đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc tự động theo quy định. Các thông số về khí thải được gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV với tần suất thu nhận dữ liệu 5 phút một lần. Toàn bộ dây chuyền nhà máy được lắp đặt 37 bộ thiết bị xử lý bụi, trong đó có 35 thiết bị tổ hợp lọc bụi túi với phương pháp hoàn nguyên túi bằng xung khí nén và 2 bộ lọc bụi tĩnh điện. Hiệu suất của hệ thống đạt 99%, đảm bảo nồng độ bụi khi thoát ra môi trường thấp hơn tiêu chuẩn. Với cái chủ trương là bảo vệ môi trường, đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nên lãnh đạo công ty đã gắn bó và chia sẻ với người lao động là làm sao trích một phần cái quỹ từ cái quỹ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đưa vào cái đầu tư kế hoạch trong năm 2024 này. Và điển hình nhất như năm nay là đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải, và bên cạnh đó là công ty sẽ tiếp tục là đầu tư cái hệ thống là dập bụi ngoài kho bãi. Cái hệ thống này dự kiến rơi vào tầm khoảng 1.7-1.8 tỷ. Dự kiến năm 2024 này thì chúng tôi sẽ đầu tư thêm một hệ thống lọc bụi với cái tổng mức đầu tư tầm khoảng 30 tỷ. Và 2025 chúng tôi sẽ dự kiến đầu tư một cái đồng lọc bụi như thế nữa. Và kết thúc giai đoạn hai đầu tư như vậy thì chắc chắn hệ thống môi trường của công ty sẽ đưa lên một cái vị thế mới, để từng bước xây dựng cái văn hóa của xi măng Quan Triều cho nó ngày càng tốt hơn. Về nước thải, hoạt động quan trắc được thực hiện định kỳ 3 tháng. Các chỉ số đo đạc vào các tháng 3, 5, 8 và 11 trong năm qua đều đảm bảo tiêu chuẩn. Trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đầu tư, lắp đặt bổ sung cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải sản xuất. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1570 công nhận điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Đây là hồ thủy lợi được xây dựng năm 1986 với diện tích mặt nước khoảng 80 ha, gồm 45 bán đảo phục vụ nước tưới cho hơn 300 ha đất nông nghiệp, hai vụ của xã Bình Sơn. Việc được công nhận là điểm du lịch cộng đồng mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch địa phương, đồng thời cũng là gợi ý đáng lưu tâm cho lựa chọn địa điểm du xuân trong dịp Tết này. Những hình ảnh đẹp về Hồ Gành Chè sẽ gấp lại chuyên mục Môi trường xanh ngày hôm nay. Chúc quý vị khán giả có một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.